lớp 1 2 3 4 5 6 7 8. Mike Audio xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em lên video với một video giới thiệu các bác về dòng vang Yamaha, thương hiệu của DSP, gọi là dòng vang M-Box. Đằng trước nó có cái trái tim, kiểu như là trái tim MV850. Dòng này thì về từ cách đây một tuần, được 26 con. Thì hiện tại thì bên em còn 19 con nữa. Thì video cách đây 4 tháng thì em có làm dòng này rồi, thì cũng đã giới thiệu các bác rồi, rất là chi tiết trên kênh Michael Audio, Zalo hoặc Facebook cũng vậy. Thì các bác đã sử dụng qua và ủng hộ bên Michael Audio. Thì hôm nay thì em lại lên video để thông báo với các bác là lại có hàng về với dòng vang là MV880. Hiện tại dòng vang này đang chạy con chip Yamaha. Dòng vang này thì em ghép rất là nhiều với âm ly và là cục đẩy, cho ra cái tiếng rất là hay. Nó là hệ vang số nha các bác nhá, nhưng mà cái sử dụng của nó rất là đơn giản. Với những cái bác nào mà mới chơi, hoặc là các bác nào mà chơi nhiều dòng với những cái dòng phần mềm mà không chỉnh được, thì có thể dùng những cái dòng này, nó quá tiện lợi và đơn giản. Thứ nhất là về chế độ lưu này, chế độ chọn kênh này cũng là đơn giản, chế độ chỉnh cũng là đơn giản nhé. Em sẽ vẫn quay qua cho các bác xem cái nội thất bên trong. Lần này về thì 26 con, hiện tại còn 19 con thì rất là đẹp. Đây nó đang chạy con chip Yamaha 1142, không biết các bác nhìn không ạ. Dòng này thì đang chạy 3 con chip xử lý. Dòng này chạy nguồn xung các bác nhé. Dòng này chạy nguồn xung, đầy nguồn nó đẹp, cực kỳ là hầm hố luôn. Những cái tụ lọc cũng như là những cái phần xử lý của nó rất là tốt, để cho ra những cái tín hiệu mà tốt nhất khi đi qua bo mạch, để cho không bị nhiễu hoặc là bị méo tiếng. Khi các bác nói to các bác nó cũng không bị rè. Ok, em sẽ điểm qua về cái phần cách chỉnh nhé. Cách chỉnh cực kỳ là đơn giản. Khi các bác muốn sử dụng, ví dụ như là muốn nhạc và đọc mic, các bác chỉ việc là ấn tay một lần thì nó sẽ nhảy. Các bác lưu ý là mỗi một lần ấn nó sẽ nhảy ra một thông số để các bác chỉnh. Các bác chỉnh, và thứ hai là khi các bác hết thông số thì nó sẽ quay lại vòng số 1, ví dụ như kiểu kim đồng hồ đấy ạ. 1 thì nó lên đến 12, 12 nó lại quay về 1. Đây ví dụ như echo chẳng hạn. Đây các bác dùng vang số nó hay một cái là nó có thể có gì vợt các bác nhé. Có gì vợt để các bác có thể sử dụng gì vợt hát nhạc trẻ. Đây ví dụ như nó ghi chữ bát to tướng này các bác, thì các bác chỉ việc chỉnh ví dụ như bát mic này, em alo cho các bác này. Lần. Bát mic ví dụ như nó nhẹ nhá. Nó nhẹ thì các bác có thể tăng lên. Đấy, cho nó ấm tính mic. Đấy, tính mic nó sẽ khác đi ngay. Cực kỳ là đơn giản. Cực kỳ đơn giản. Khi các bác giảm xuống đến một mức nào đấy, các bác alo. Tùy từng dòng mic, ví dụ như là các bác dùng những cái dòng mic không dây chẳng hạn, thì các bác tăng lên vì không dây rất là nhẹ. Còn mic có dây ấy, thì rất là nhiều dòng nó tiếng rất là dày, cho nên là nó sẽ bị ù. Nhiều bác hỏi em là tại sao khi hát lên cái đằng sau nó bị ù theo đằng đít. Có nghĩa là khi các bác hát xong một câu thì nó có cái ù theo sau. Có nghĩa là cái độ ù theo sau nó sẽ không thoải mái khi các bác hát. Hát mạnh nó sẽ rung ở loa. Đó là cái phần trống này các bác. Đây là phần trống các bác nhé. Còn đây phần mic đây, phần lời này. Khi lời của mic nó hơi ít thì các bác có thể tăng ở đây, tăng trực tiếp đây luôn. Còn phần giải chét, giải chét thì các bác cảm thấy nó mà nặng thì các bác giảm nó xuống để cho nó thanh tính, tăng nó lên để nó thanh cái tiếng chét. Đấy, các bác có thể tăng giảm được, tăng tiếng chép lên, nhưng mà tăng đến mức nhất định, vì căn bản là các bác tăng lên nhiều thì cái hiện tượng rú rít sẽ hiện ra. Ví dụ như em này là âm 3 này, âm 03 này, đó là cái mức mà em đang hát với mic KS-M9. Và những cái mức cổng center, vì con này nó có cổng center này, có cổng sub này. Đấy, các bác có thể sử dụng. Mic của nó là 42, còn hiện tại volume của nó là ở 36. Còn effect là phần tổng của nó, thì bình thường em chỉnh hết cho các bác về chỉ việc tăng cái phần effect volume thôi. Cái này delay lặp lại đấy. Repeat nhanh hay chậm. Đấy, nó viết rõ ràng như thế rồi, rất cực kỳ đơn giản. Khi các bác chỉnh mic thì cũng vậy. Các bác vào chỉnh mic đấy ạ.
input này. Đấy, bass. Khi các bác nghe nhạc nhé, bass nó mà ít các bác có thể tăng luôn này. Hoặc lời ít tăng luôn này. Chép ít các bác tăng luôn này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Nó như kiểu một con vang cơ luôn. Nhưng mà nó chỉ việc là ấn vào thôi, nó không có cái phần tweet bên ngoài. Còn phần lưu nhá. Khi các bác ok, các bác ấn store cái chọn kênh. Chọn kênh từ 1 cho đến 4 này, hoặc là chọn kênh default để các bác ấn enter lưu luôn. Hoặc là center để các bác recall này, các bác chọn recover lại cái kênh mà mình đã chọn để các bác có thể hát được. Đây em thử mic cho các bác nhé. Lần 1 2 6 7 8 9 10. Nó hơi nhiều cái delay, nó giảm cho một chút này, 20 này. Cái repeat nó hơi nhiều, nó cho nó xuống tầm 39 này. Lần 1 2 6 7. Khi các bác sử dụng một con vang cơ ấy, bình thường cái vang cơ thì cái delay, cái reverb của nó rất là ngắn. Thì nó như kiểu là các bác đang sử dụng âm ly ấy. Là vang cơ là thế, cho nên là bên em là rất là ít khi bán những cái dòng vang cơ. Vì những cái nguyên nhân, thứ nhất là cái delay, cái reverb của nó, cái echo rất là ngắn. Thì ngắn như kiểu âm ly thì các bác hát nó sẽ không hay được. Thứ hai là khi các bác hát mà những cái bác nào hát mà kém một chút ấy, thì các bác không thể kéo các bác giọng các bác lên được. Đấy, nó không bè theo thì các bác không thể hát được. Có những dòng vang cơ như này, tuy cái mặt nó là màu gọi là hơi nữ tính một chút, nhưng mà về cái chất âm nó rất là hay. Rồi thì em sẽ test luôn cho các bác một bài karaoke để thẩm âm lại về cái dòng vang MV880 này. Đây, giờ em sẽ test luôn thử cho các bác nhé. Đây, em hát rất là gần. 1, 2. Ok, em tăng nhạc các bác nhé. Xoay cái là mic nó lên luôn. Đấy. Ok, giờ em sẽ tiếp nốt đoạn của video này các bác nhé.
cho nhau hai tâm một thơ dài, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lại người xưa bao năm tháng bao bao chờ đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đó là về phần giới thiệu về dòng sản phẩm vàng số mờ bóc KV880. Dòng này thì các bác có thể ghép âm ly hoặc là ghép tẩy. Khi các bác ghép thì nếu mà muốn mà một chút nào mà hay hơn về phần nhẹ tiếng ạ, về phần mic thì các bác cũng như là phần nhạc thì các bác có thể ghép thêm idol nâng tiếng và là ok. Các bác nhớ đăng ký Zalo cũng như là Facebook của bên em là với số điện thoại là 0977434361 để biết thêm những cái thông tin mà bên em bán hàng cũng như các sản phẩm mà em đăng tải trên cái Zalo cũng như Facebook. Xin phép các bác được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.